Chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và đây là chương trình Mindfulness Grade 1, là chương trình tiếng Anh lớp 1 mà các con đang được học ở trường. Ngày hôm nay cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài học tiếp theo, đó là Unit 3. Trong Unit 3 này, trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với Lesson 1 các con nhé. Lesson 1 nó sẽ nằm ở trang sách số 10 và trang sách số 11 của các con. Nên bây giờ các con hãy lật sang trang sách số 10 để chúng ta có thể bắt đầu nha. Rồi, bây giờ các con đang ở trang sách số 10 rồi đúng không nè? Nên là chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên của Lesson 1 ở trang số 10 các con nhé. This is the letter C. The letter C makes the K sound. Cat, carrot, clock. Rồi, chữ cái ngày hôm nay chúng ta học đó là chữ cái thứ 3 trong bảng 26 chữ cái của tiếng Anh. Và chữ này trong tiếng Anh đọc là C. Và chữ C được phát âm là K. Các con thấy không, ở đây mình có chữ C in hoa và chữ C thường. Và ngày hôm nay có 3 từ mới mà chúng ta học được ứng với chữ cái C này. Đầu tiên, một chú mèo thiệt là dễ thương. Bây giờ chúng ta xem thử chú mèo ở trong tiếng Anh đọc là cái gì các con nhé. Và các con nhớ là khi mình nghe thì các con đọc theo nha. Cat. Cat. Tiếp theo, ở đây mình thấy là có một củ cà rốt đúng không nè? Củ cà rốt bây giờ mình xem ở trong tiếng Anh đọc như thế nào các con nhé. Carrot. Carrot. Rồi, ở từ cuối cùng đó là một cái đồng hồ. Ở đây là đồng hồ treo tường hoặc là đồng hồ để bàn. Bây giờ chúng ta xem thử cái đồng hồ treo tường ở trong tiếng Anh được đọc như thế nào các con nha. Clock. Clock. Bây giờ các con đã biết là những cái từ này được đọc như thế nào rồi đúng không nè? Và nghĩa của nó rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhiệm vụ của mình nha. Nhiệm vụ của mình đó là listen, point and repeat. Bây giờ chúng ta hãy nghe và dùng tay để chỉ vào cái từ mình nghe được và đồng thời mình sẽ đọc lại cái từ mình vừa được nghe nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha các con. Nhớ là các con hãy đọc theo thật là to và dùng tay để chỉ vào những cái hình tương ứng ở trong sách của mình các con nha. Cơ. 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 Cat. Cat. Carrot. Carrot. Clock. Clock. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo các con nhé. Trong phần này là phần now, color là bây giờ mình sẽ tô màu. Cũng giống như những bài học trước thì chúng ta sẽ chọn những cái màu này để chúng ta tô cho chữ cái C in hoa và chữ cái C thường các con nha. Ở đây thì chú cat thì cô Bella sẽ chọn màu vàng. Và nhớ là các con có thể chọn cái màu mà các con yêu thích để các con tô vào chữ cái C in hoa và chữ cái C thường nha các con. Ở đây cô Bella sẽ chọn màu vàng cho cat. Tiếp theo là carrot. Thì có màu cam và màu xanh. Ở đây không có màu cam nên cô Bella sẽ chọn màu xanh. Rồi, cuối cùng là clock. Clock ở đây màu hồng. Mình không có màu hồng nên cô Bella sẽ chọn màu đỏ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo các con nhé. Trong phần này là look and listen. Là mình hãy nhìn và mình sẽ lắng nghe cùng một lúc nha. Các con biết rồi đúng không nè? Nhiệm vụ của chúng ta khi đến phần này đó là chúng ta sẽ xem thử là họ chỉ cho mình cái cách viết chữ C in hoa và chữ C thường. Và chúng ta sẽ dùng bút chì và viết lại ở trong quyển sách của mình các con nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. K. K. K.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần đầu tiên ở trong lesson 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thứ hai các con nha. Trong phần thứ hai họ bảo mình là listen and point. Thì nhiệm vụ của chúng ta đó là mình sẽ nghe những cái âm và mình sẽ dùng tay để chỉ vào những cái hình mà tương ứng với những cái âm đó. Thì nó cũng giống y chang như mình đã làm ở trong lesson. Mình đã làm ở trong unit 1 và unit 2 rồi đúng không nào? Trước tiên chúng ta sẽ nghe nha các con nha. Ở trong bức hình này các con thấy là có 3 nhân vật đúng không nè. Đầu tiên là một bạn mặc đồ của một chú mèo, thiệt là dễ thương. Bên cạnh là một bạn nữa đang mặc một cái bộ đồ giống như là củ cà rốt. Và cuối cùng là bạn này đang mặc một cái bộ đồ giống y chang như là một cái đồng hồ. Bây giờ cô Bella sẽ giải thích cho các con là các bạn ấy đang nói cái gì các con nha. I am a cat. Tôi là một con mèo. I am a cat. I am a carrot. Tôi là một củ cà rốt. I am a carrot. I am a clock. Tôi là một cái đồng hồ. I am a clock. Rồi, bây giờ các con đã nghe, các con hiểu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần của mình nhé. Listen and point. Bây giờ cô Paula sẽ mở ra âm thanh và nhiệm vụ của các con, đó là các con sẽ dùng tay để chỉ vào ở trong quyển sách của mình những cái hình mà nó ứng với âm thanh mà các con nghe được các con nhé. I am a cat. I am a carrot. I am a clock. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo các con nha. Phần này họ bảo mình là now choose, là bây giờ mình hãy chọn. Mình hãy chọn giữa A và B, mình chọn cái câu đúng. Thì các con thấy nè, ở hình A và hình B nó đều giống nhau, nhưng nó chỉ khác màu thôi đúng không nè. Nhiệm vụ của chúng ta đó là mình chọn một cái hình đúng. Thì các con thấy ở đây là hình của chú mèo đúng không? Thì ở trong bức tranh này chúng ta thấy chú mèo màu cam đúng không nè. Thì ở đây hình B nó là màu xanh thì nó sẽ là không đúng. Mà đây là hình màu cam là hình đúng, nên chúng ta sẽ chọn A các con nhé. Rồi, tiếp theo là hình này thì các con thấy đây là hình của carrot, của cái cà rốt đúng không nè. Ở đây là màu cà rốt và chúng ta thấy ở đây màu vàng không đúng, nên chúng ta sẽ chọn A các con nhé. Tương tự như vậy thì với cái này mình sẽ chọn B. Rất là dễ đúng không nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo các con nha. Phần tiếp theo là phần chant and show. Phần này thì các con biết rồi đúng không nè. Mỗi khi đến phần chant and show thì các con hãy đứng lên, các con hãy hát thật to và nhún nhảy theo lời của bài hát các con nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. K, cat. K, k, k. Cat, cat. K, k, k. K, carrot. K, k, k. Carrot, carrot. K, k, k. K, clock. K, k, k. Clock, clock. K, k, k. Chúng ta hãy hát lại một lần nữa các con nha. K, cat. K, k, k. Cat, cat. K, k, k. K, carrot. K, k, k. Carrot, carrot. K, k, k.
clock. K, k, k. Clock. Clock. K, k, k. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 của unit 3 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến lesson 2 các con nhé. Lesson 2 nó sẽ nằm ở trang sách số 12 của các con. Nên là bây giờ các con hãy lật sang trang sách số 12 các con nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần số 4 trong lesson 2. Phần số 4 họ bảo mình là listen, read along, là mình sẽ lắng nghe và mình sẽ đọc theo. Trước tiên thì cô Bella sẽ giải thích cho các con nghĩa của những cái câu ở trong khung này các con nhé. Bây giờ các con hãy nghe và các con đọc theo các con nhé. A cat. Một chú mèo. A cat with a carrot. Một chú mèo với một củ cà rốt. I am a cat with a carrot. Tôi là mèo với một củ cà rốt. A clock. Một chiếc đồng hồ. I am a cat with a carrot on a clock. Tôi là một chú mèo với một củ cà rốt ở trên cái đồng hồ. Bây giờ các con hãy nghe và các con đọc theo các con nhé. A cat. A cat with a carrot. I am a cat with a carrot. A clock. I am a cat with a carrot on a clock. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo các con nha. Đến phần số 5 đó là song. Phần này rất là vui nhộn đúng không nè? Nhiệm vụ của các con đó là các con hãy đứng lên, hãy nghe theo lời bài hát và các con sẽ nhảy theo giai điệu của bài hát các con nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Tickety-tickety-tock, I am a cat on a clock. I have a carrot on the clock. Tickety-tickety-tock. Tickety-tickety-tock, I am a cat on a clock. I have a carrot on the clock. Tickety-tickety-tock. Bây giờ chúng ta hãy hát lại một lần nữa các con nhé. Tickety tickety tock, I am a cat on a clock. I have a carrot on the clock. Tickety tickety tock. Tickety tickety tock, I am a cat on a clock. I have a carrot on the clock. Tickety tickety tock. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng của unit 3, đó là lesson 3. Lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 13 của các con. Nên bây giờ các con hãy lật sang trang sách số 13 để chúng ta bắt đầu các con nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đến phần số 6 ở trong lesson 3. Phần số 6 họ bảo mình là match, là mình sẽ nói. Ở đây là mình nối giữa chữ cái. Ở đây các con thấy nè, ở trong này thì ở trong khung này thì bên này là chữ cái in hoa và bên này là chữ cái thường, và ở giữa là những bức tranh. Nhiệm vụ của chúng ta đó là mình nối chữ cái in hoa và chữ cái thường này, nó sẽ tương ứng với một trong những bức hình ở đây. Thì các con thấy nha, đầu tiên, bức hình đầu tiên thì các con thấy ở đây là cat. Cat thì nó có âm là gì nè? Âm k, đúng không nè?
Thì ở đây mình nhìn thấy nè, ở bên in hoa thì mình sẽ thấy có âm k, chữ c ở đây, nên mình sẽ chọn cái này. K. Và mình nổi lên trên này. K. Cat. Tương tự thì ở bên chữ cái thường thì mình sẽ chọn chữ cái thường ở đây. K. Và mình nổi lên đây nha. K. Cat. Khá là dễ đúng không nào? Bây giờ các con hãy làm phần còn lại các con nhé. A. A. Ant. A. A. Ant. B. 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 Bây giờ chúng ta đến phần số 7 các con nha. Trong phần số 7 thì các con biết rồi đúng không nè? Có hai phần. Đầu tiên là họ bảo mình listen, point and repeat, là sẽ ở bên phần này của bức tranh. Thì các con thấy là đây là một chiếc xe hơi đúng không nè? Chiếc xe hơi ở trong tiếng Anh được đọc là car. Car. Nhiệm vụ của chúng ta là listen, point and repeat. Khi mình nghe là car, car thì mình sẽ chỉ vào đâu? Mình sẽ chỉ vào chiếc xe hơi này đúng không? Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Nhớ là các con chỉ và các con đọc theo thật là to các con nhé. Car. 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 Rồi, bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo. Họ bảo mình color the pictures of the words that start with the k sound. Say the k words. Là ở trong này, giữa ba bức tranh này thì các con sẽ chọn những cái bức tranh nào mà nó có cái từ bắt đầu bằng âm k và mình tô màu cho bức tranh đấy. Thì các con thấy ở đây có cái nào nè? Đây là cat, carrot và đây là bear. Vậy thì mình sẽ tô màu vào những bức tranh nào ta? Bức tranh đầu tiên và bức tranh thứ hai đúng không nè? Sau đó khi mà các con tô màu xong thì các con hãy đọc cái từ của bức tranh này các con nhé. Đầu tiên đó là cat. Thì cô Bella sẽ chọn màu vàng. Các con có thể chọn màu mà các con yêu thích các con nha. Cat. Tiếp theo là carrot. Cô Bella sẽ chọn màu carrot. Carrot. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành unit 3 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ ôn lại bài và chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ để mình có thể nhớ bài tốt hơn các con nhé. K. K. Cat. Cat. Carrot. Carrot. Clock. Clock. Car. Car. Find K, as in clock. K. Find A, as in apple. A. Find B, as in ball. B. Find K, as in carrot. K. Find B, as in bee. B. Find A, as in ant. A. Find A, as in acrobat. A. Find K, as in cat. K. Find K, as in clock. K. Find A,
as in apple. A, find B, as in ball. B, find K, as in carrot. K, find B, as in B. B, find A, as in ant. A, find A, as in acrobat. A, find K, as in cat. K, find K, as in clock. K, find A, as in apple. A, find B, as in ball. B, find K, as in carrot. K, find B, as in B. B, find A, as in ant. A, find A, as in acrobat. A, find K, as in cat. K. Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 3 rồi. Cô Bella cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong chương trình Mindfulness Grade 1. Cô Bella chúc các con luôn khỏe, luôn ngoan, học thật giỏi và nghe lời ba mẹ các con nhé. Hẹn gặp lại các con vào bài học tiếp theo nha. Tạm biệt các con.